Trong tập trước của Tình yêu đầu đời, một viễn ảnh kinh hoàng trong cơn mơ đã khiến cho Bích Vân chợt giác ngộ về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cô nhận ra lỗi lầm của mình khi đã cố che giấu cho Andy. Việc quyết định quay trở lại Việt Nam làm rõ mọi chuyện đã được cô nói với Hạ. Liệu đây có phải là một tín hiệu đáng mừng? Trở lại câu chuyện tại Việt Nam, Phương Tuấn vẫn một mực không buông tha Hạ, mặc dù nó đã ngó lơ mọi chuyện. Cô đơn quá lâu khiến cho hắn ta có những hành động mám dai thật ngớ ngẩn. Vậy diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe trong tập tối nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Roger's Official. Trong chuyên mục tối nay, mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 44 của câu chuyện dài kỳ Tình yêu đầu đời qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và trở thành hội viên bằng nút tham gia để không bỏ lỡ những phần chuyện tiếp theo và nhiều đặc quyền khác dành cho thành viên nhé. Tại quán Ama Coffee, Phương Tuấn bước đến Hạ và nói: "Này, thằng chết dẫm kia, hôm qua tao đã thử kế sách của mày. Tao thấy có vẻ không ổn lắm. Người tao cần thì không đoái hoài đến, người tao sợ thì đeo bám lấy tao. Tao nghĩ chắc với mày thì hợp kiểu đó, chứ lộng lẫy như tao, làm mấy cái việc rẻ tiền như vậy không xứng với người như tao. Mày cũng ghê gớm lắm. Tao nghĩ mày có gì đó chưa thành thật với tao. Xui tao kế nhưng lại bày một nửa. Còn bí quyết quan trọng để bọn con trai đeo bám thì mày không chỉ. Sao mày lại ích kỷ như vậy chứ? Hay mày nghĩ giúp tao mày không được gì nên mày trở mặt phải không? Thôi, từ nay tao không hỏi thứ ngốc nghếch nghe mày xui nữa. Tao tự làm, vì vốn dĩ tao có thừa sự thông minh." Trưa hôm đó, "Alo, Hà phải không? Anh đi nè. Trưa nay rảnh không? Anh không có kèo nào hôm nay. Em đi cùng anh đi ăn trưa được không em? Nếu đi được, anh sẽ nhắn địa điểm cho em." "Dạ, em có thể đi cùng anh được, vì em cũng tính ra ngoài ăn trưa nay. Vậy em hẹn anh tại tiệm cơm gà 24, địa chỉ em sẽ nhắn cho anh." "Ok em, anh sẽ chủ động đến lúc 11:30, em chủ động đến nha." Tại tiệm cơm gà 24, Nhật Hạ bước vào tiệm. Nó thấy Andy đang đợi sẵn. Nó chào anh và bước tới bàn. "Em chào anh, anh đến sớm vậy à? Để em kêu phục vụ gọi món anh nha." "Anh ăn gì cũng được. Em quen tiệm này, em cứ gọi món gì em thích. Và em gọi cho anh chai rượu vàng Pháp." "Anh phục vụ, cho em gọi món ạ. Cho em một combo set gà 6 món như trong menu. Đồ uống thì cho một chai rượu vang Pháp đỏ. Ta vậy thôi, khi nào cần thêm em sẽ gọi sau. Cảm ơn anh." "Em đúng giờ trưởng thành hơn rồi. Khi cần quyết định việc gì đã thể hiện tính quyết đoán hơn trước. Vậy là đời đã làm em trưởng thành hơn. Em tiếp tục phát huy nha." 15 phút sau, đồ ăn đã lên. "Chúc quý khách ăn ngon miệng." "Mời quý khách." "Đồ ăn đã có, giờ anh em mình ăn thôi. Nhìn đồ ăn ngon mắt ghê. Để trông mệt thế này giống phong cách cổ truyền dân tộc. Để anh chụp gửi lên Facebook cho anh Phong nhìn mà thèm thuồng. Anh có rủ anh ấy đi mà ảnh nói bận không đi được. Giờ nhìn cho đói con mắt." "Để anh rót rượu cho em, rồi chúng ta cùng cụng ly nha." "Ok, giờ cụng ly nào."
Vâng, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công ạ. Lâu lắm rồi anh và em mới được ngồi cùng nhau như vậy. Hơn 3 năm rồi ạ. Hồi ở Sài Gòn, em có việc gia đình nên cần về gấp, không kịp chào anh và mọi người. Em cũng nghĩ chỉ về Hà Nội giải quyết việc gia đình rồi quay trở lại học, nhưng lại về và không quay trở lại. Bố mất nên cuộc sống đảo lộn hết cả. Chị gái em thì bị tâm thần nên em phải bỏ dở con đường học hành mà em theo đuổi. Mà em phải đi làm sớm để lo cho cuộc sống của bản thân và chị gái của em nữa. Chắc em không được ông trời cho cuộc sống như bao người khác. Sinh ra đã không có được sự hoàn thiện. Em cũng xác định là cuộc sống của mình không bằng phẳng. Nhưng trong thời gian qua, em đã cố gắng vượt lên số phận. Em mong rằng chị gái khỏi bệnh để chị em nương tựa lẫn nhau anh ạ. Anh cũng nghe chuyện của em. Dù mọi việc đã xảy ra lâu rồi, nhưng anh vẫn chia buồn với em và mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với em. Anh thấy anh Phong cũng bận tâm về việc này, cũng muốn giúp đỡ để em vượt qua được mọi việc. Anh chỉ biết động viên, mong em sẽ vượt lên được tất cả. Vâng, em cảm ơn anh và anh Phong đã luôn quan tâm đến gia đình em. Em cũng chẳng biết phải làm gì để cảm ơn các anh nữa. Hy vọng hai anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc và may mắn ạ. Hôm qua em thật bất ngờ vì chị Bích Vân gọi điện thoại cho em. Andy nghe được câu nó nói, ly rượu trên tay run run và bỗng im lặng, tiếp tục lắng nghe câu tiếp theo. Andy sợ rằng phải chăng bố ấy đã nói cho Hạ sự thật năm nào. Tất cả mọi việc đã sáng tỏ, giờ Hạ đang ngồi đây để bóc trần sự thật ấy. Khi nghĩ đến, anh như mất bình tĩnh, lo sợ rằng bao năm theo đuổi tình yêu lớn của anh sẽ tiêu tan theo mây khói. Anh ta giả bộ như bất ngờ và hỏi nó. À, vui vậy sao? Sao bố ấy lại gọi cho em? Anh là bạn thân mấy năm nay, gọi còn nói bận lắm, không nói chuyện được. Không ngờ nhất bên trọng nhất bên khinh. Thì ra có trọng em hơn cả anh rồi đấy. Chắc nói nhiều chuyện vui lắm nhỉ? Bao năm không liên lạc với nhau mà. Chắc từ hồi đó đến giờ, bố ấy gọi em chắc có việc quan trọng để hỏi em phải không? Dạ, không có việc gì đâu anh à. Chị ấy chỉ hỏi thăm em và gia đình, động viên em vượt qua được hoàn cảnh thực tại thôi. Chị nói có theo dõi cuộc sống của em qua Facebook, nhưng do ngại nên không gọi và nói chuyện với em. Giờ thời gian đã ngồi ngoài, chị gọi để tâm sự à? Em thấy nói chuyện với chị vui ghê. Như nói với chị gái em lúc còn chưa bị bệnh. Chị tâm lý và lắng nghe câu chuyện của em. Chị cũng nói sẽ sớm về Việt Nam để giải quyết chuyện cá nhân. Nhân tiện sẽ gặp em để em dẫn chị đi chơi Hà Nội ạ. Lúc đó chắc anh cũng sẽ ra Hà Nội để đi cùng các chị ấy chứ. Em nói sao? Khi nghe nó nói vậy, dường như Andy ấp úng như gà mắc tóc. Em nói là bố ấy sẽ về Việt Nam để giải quyết việc cá nhân sao? Sao anh không nghe nói việc này? Bố ấy nói gì nữa không? Cũng nhiều chuyện lắm ạ. Nhưng em không nhớ hết được à. Đại loại là chị nói em hãy cẩn thận với mọi người xung quanh. Đừng tin tưởng ai quá nhiều. Đừng kể việc cá nhân của mình cho người ta để tự làm khổ mình sau này. Em có nói em hiểu và biết cách để dung hòa các mối quan hệ xã hội. Với cả em không giao du với nhiều người nên chắc không xảy ra việc đó đâu. Nếu chị Bích Vân và chị Mai Lan về, em sẽ đưa các chị ấy đi khắp Hà Nội để biết Hà Nội, biết thêm về văn hóa và phong tục. Ở đây nét văn hóa khác biệt Sài Gòn rất nhiều. Chắc các chị sẽ thích nơi đây lắm ạ. À mà sao nghe đến chị Bích Vân em thấy anh không vui ạ? Anh không có phản ứng gì luôn ấy. Anh và chị ấy chắc vẫn là bạn bè tốt của nhau chứ ạ? Em nghe chị Bích Vân nói cũng ít khi liên lạc với anh, vì cả hai có một chút việc chưa giải quyết được. Hay anh và chị ấy cùng thích một người ở Mỹ hay sao? Vì em thấy chỉ có chuyện này mà bạn bè hay trở mặt với nhau, chứ mấy chuyện khác thì nhanh tha thứ cho nhau lắm ạ. Nhưng chắc không phải đâu anh nhỉ? À, không phải việc đó đâu. Chắc bố ấy nói giỡn cho vui đó thôi. Chứ anh với bố ấy có gì đâu mà xích mích. Hai bọn anh vẫn vui vẻ mà. Chẳng qua bạn không có thời gian để tâm sự. Hơn nữa múi giờ lệch nhau nên không thể thường xuyên nói chuyện được. Thôi, bỏ qua chuyện này đi em.
Khi nào bố ấy về Việt Nam rồi tính tiếp. Giờ anh em mình ăn cơm đi, không mất ngon. Tối hôm đó, Phương Tuấn gọi điện cho Andy. Alo, bạn vàng bạn bạc của tôi ơi. Anh mấy hôm nay mất hút ở đâu vậy? Anh là quên nhanh lắm đó. Tôi làm việc cho anh, ít ra anh phải quan tâm chăm sóc cho tôi chứ nhỉ. Đằng này biệt vô âm tín để tôi phải gọi trước. Kể ra cũng chán nản thật sự. Thôi, để cho tình bạn chúng ta mặn nồng thêm xíu, tôi mời bạn 9 giờ tối nay đi bar nghe nhạc sàn sập sình xíu đi. Về là sảng khoái ngủ quên trời đất luôn. Đồng ý đi, đừng từ chối người đẹp như tôi. Đồng ý, lần sau tôi mới giúp việc của anh tiếp tục. Xong kiếm hợp bích, đúng không nào? Tự nhiên rủ tôi đi thế này, chắc là có âm mưu gì phải không? Tôi thì lạ gì kiểu của cậu. Cậu là mưu kế nên có ai thèm chơi với cậu đâu. Bỏ ý định đó đi. Đúng là không hiểu chuyện rồi. Giờ tôi đã thay đổi, tôi đã là người khác, không còn Phương Tuấn của ngày xưa đâu. Tôi theo anh học hỏi, tôi phải khác xưa chứ, cứ như hồi trước đâu được. Lớn phải khôn lên và trưởng thành hơn chứ. Quyết đi, đàn ông như anh quyết lẹ lên coi. Tôi rủ cả thằng bạn chí cốt của tôi, Cao Đạt Hot Boy, đi để bầu bạn với anh. Ở nhà làm gì? Thế cứ mê mẩn cha nội phong đó đến bao giờ? Anh không biết thiên đường trai đẹp là Hà Nội sao? Ngoại hình như cha nội đó thiếu gì? Ăn không hết đấy chứ. Nhìn Cao Đạt hôm trước, bạn tôi đó, nó cũng ra gì đấy chứ, đâu có xấu đâu. Bao người mê nó. Nhưng cái đẹp của nó mỗi tội xấu hơn Phương Tuấn này. Sao ông trời sinh ra Phương Tuấn sắc nước hương trời như vậy chứ? Thôi, tóm lại, 9:30 tại quán X-Zone phố cổ nghe. Đổi gió chứ, đến quán ba hôm trước thấy chán rồi. À, tôi thấy thằng Hạ nó dạo này nhiều chuyện buồn. Anh thân thiết với nó, anh rủ nó đi chung cho đông vui. Tôi rủ chắc gì nó đi, ông rủ chắc nó đi liền đó thôi. Ok, lần này tôi chịu. Đừng giở trò gì với tôi. Hôm nay tôi cũng không được vui, uống vài chai bia cũng ok. 9:30 tại quán đó. Anh nhắn địa chỉ, tôi sẽ đến. Nói xong với Phương Tuấn, Andy gọi điện thoại rủ Hạ đi cùng. Vì bản thân anh nghĩ cũng muốn động viên cho Hạ tích cực hơn với những suy nghĩ trong cuộc sống. Andy bấm máy gọi cho Hạ. Alo, em đi làm về chưa? Hôm nay anh cũng nhiều việc buồn phiền. Ngoài này chẳng có một ai để bầu bạn. Anh Phong thì suốt ngày cắm đầu vào việc, nói đi đâu cũng không đi. Giờ có mỗi em là bạn. Anh muốn rủ em đi làm một cha cho vui. Đi xong anh đưa về tận nhà. Ok không bé? Nhưng mà em cũng không muốn đi lắm ạ. Hay để hôm khác được không anh? Vì em cũng có việc tính làm ngay tối nay. Em lại vậy rồi, từ chối anh từ phương xa đến sao? Anh mấy dịp mới ra Hà Nội, em nỡ từ chối anh sao vậy bé? Thôi nào, vì anh chút xíu đi. Đi một chút rồi về thôi mà. Yên tâm, anh không dẫn theo anh Phong đâu. Vì anh Phong dạo này ưu tiên công việc, chứ không ưu tiên đi chơi đâu. Nên em không phải suy nghĩ. Dù là chuyện gì đi nữa, anh nghĩ rồi nó sẽ qua hết thôi mà. Vậy nhá, 9 giờ anh đến đón em. Chúng ta cùng đi. Giờ em chuẩn bị đi. Bye em. Vâng, em biết rồi ạ. Hẹn gặp lại anh. Andy bước đến chỗ An Phong và nói: Sếp ơi, tối em đi chơi với bạn chút xíu nha. Có gì sếp cứ ngủ trước đi ạ. Em cầm khóa đi rồi, em sẽ về muộn một chút. Sếp làm việc xong ngủ sớm nha sếp. Ừ, em cứ đi chơi cho thoải mái. Làm xong việc anh cũng muốn ngủ sớm, để mai xử lý nốt đống việc này nữa.
lát sau, Phương Tuấn gọi điện thoại cho Cao Đạt. Alo, Chết Dẫm ơi. Tao vui quá là vui. Tao rủ được trai đẹp mày thích đi bar đây này. Vui nhá. Thằng Andy cao to Việt Kiều, mày mê mệt hôm bữa đó. Giờ tao và ổng là bạn chí cốt rồi. Mày đi uống trên bar với tao, nhỡ đâu ra lại có cơ hội đổi đời thì sao? Mày sướng quá còn gì. Nhưng để xem mày có số hưởng hay không, hay cái số của mày chỉ ăn được mấy đứa vô duyên thấy ớn mọi khi. Hàng ngon chẳng mấy khi đến miệng. Ủa ơi, vậy sao? Bạn thân rồi được anh ấy đi cùng sao? Bạn thân tốt với mình thế thì tình bạn thân càng thêm thân. Thành công vụ này tao đãi mày 1 tuần, thích ăn gì tao mua cho cái đó. Cảm ơn bạn thân chí cốt của tao nhé. Nhưng mà lạ nhỉ, mày có tốt thế với tao bao giờ đâu, sao lại đổi tính đổi nết như vậy? Mày lại có âm mưu gì phải không? Tao lạ gì cái tính nết của mày? Việc ngon lành đẹp đẽ chẳng bao giờ nhớ đến thằng này, cứ chuyện mưu hèn cái bẩn lấy ý rằng lại có tao. Mày gây nghiệp chưa đủ hay sao? Cứ lôi kéo tao vào chứ cùng mày. Tao cũng phục mày, ăn không ở không hay sao mà cứ lôi chuyện của người khác làm gì, nghiệp quật đó mày. Mày có im cho tao không? Mày biết tao vì mày mà tốn công tốn sức mồi chài thằng Andy không? Vì biết mày mê mệt nó, giờ mày đổi tiếng ác cho tao, thật chán quá đi. Tao cũng chẳng biết nói gì với mày nữa. Hay là thôi nhá, không cần đi nữa, để tao đi một mình cho mày biết. Thôi thôi, được rồi, tao chịu thua mày. Đi thì đi, 9 giờ tao đến đón mày, được chưa? 9 giờ 30 hẹn anh ở trên bar, nên đi tầm đó là ok rồi. Vậy nhá, tao cũng chuẩn bị đồ để đi đây, hẹn gặp lại mày. Phương Tuấn cười khoái chí với những dự định đang bay bổng trong đầu của mình, cười như bắt được vàng. Tuấn nghĩ, không ngờ lại có ngày hôm nay. Nỗi hận anh làm với tôi mấy lần, tôi trả đủ cho buổi hôm nay. Anh hạ tôi như thế nào, tôi trả gấp đôi. Đợi đấy mà xem. Chín giờ 30 tại bar X Zone. Phương Tuấn đứng ở cửa để đợi Andy. Anh ta quay sang nói với Cao Đạt. Này, sao cha nội Andy chưa thấy nhỉ? Không biết có rủ được thằng Hạ đi cùng không? Nó không đến cũng không sao, nhưng nếu nó đến sẽ có kịch hay để xem rồi. Đợi được 10 phút thì thấy bóng dáng của Andy đang dần bước tới, và bên cạnh không ai khác, chính là Hạ. Tuấn hí hửng cười như trúng số và nghĩ, hai con cá hôm nay có vẻ bội thu để được thỏa mãn cho bản thân mình rồi đây. Hôm nay chúng mày cứ xem đi, xem chúng mày thoát làm sao được tao. Tao sẽ cho chúng mày tự rút lui, để tao được anh Phong là của riêng. Phương Tuấn đon đả bước đến chỗ Andy và nói, ôi, hai trai đẹp của tôi đến rồi, làm tôi chờ nãy giờ. Hai người tính bắt thân ngọc ngà này phải đợi để mỗi chiếc hay sao? Mà thôi, hai người đến là tốt rồi, hôm nay không say không về, chơi qua đêm cho thỏa nỗi buồn nha. Nhìn hai người là thấy toát lên cái vẻ mặt buồn thân thượt rồi. Bởi vậy tôi đưa ra ý kiến đến ba là quá hay, quá xuất sắc. Hôm nay hai người cảm ơn tôi đi nhá. Ủa, em tưởng hai anh em mình đi thôi, thì ra là cả anh Tuấn và anh dì hôm trước đi ạ. Em cũng hơi bất ngờ anh em đi lại đi với anh Tuấn, vì mọi khi hai anh như mặt trăng với mặt trời, hôm nay đi cùng hội với nhau thế. Chuyện hơi lạ đó ạ. Phương Tuấn đáp lời, thằng em này sao triết lý sâu nặng quá trời vậy. Thế nào là mặt trăng mặt trời? Chuyện đó diễm xưa rồi nha em. Giờ Tuấn với Andy như tình thân chí cốt, tao muốn thêm mạng bớt thù, đời này tạo thêm kẻ thù làm gì. Mày đừng chia cắt tình anh em của tao nha mày. Giờ tao cũng sẽ là bạn của mày, anh em với nhau cùng làm một nơi,
ai lại đi gièm pha đố kỵ với nhau. Giờ thân với nhau cùng hưởng lợi, kiểu đôi bạn cùng tiến. Nhớ nhé, đôi bạn cùng tiến. Khi nghe Phương Tuấn nói vậy, Cao Đạt nói kiểu khịa lại Phương Tuấn. Giời ơi giời ạ, đôi bạn chí cốt thân thiết thế, giờ tôi thành người thừa hay sao? Các người chí cốt tình thân, tôi chắc người xa lạ. Biết thế tao không đi với mày nữa. Để cho ba người đi với nhau mà cắt máu ăn thề, tình thân chí cốt. Phương Tuấn đáp lại. Thôi thôi, mày khùng sao? Tao với mày thân từ xưa rồi, giờ bốn anh em đều thân thiết, giờ vào ba thôi, không say không về nha. Cả bốn người bước vào trong ba với một tinh thần phấn chấn, cùng uống bia và chúc tụng nhau trong tiếng nhạc sập sình bốc lửa, tiếng rô rô thường thấy của những đám người đang chúc tụng nhau. Được một lúc, Phương Tuấn kéo Cao Đạt vào toilet để nói chuyện. Vội khép cửa, nói nhỏ với Cao Đạt. Này, tao nói thật với mày, tối nay tao đang muốn cho mày cơ hội. Ngàn năm mới có một lần, không có lần này chẳng bao giờ mày có được đâu. Để tao nói cho, mày làm theo chỉ có mày được lợi. Tao được gì? Tao là bạn chí cốt của mày, nên hy sinh nhân cách để mày được lợi. Mày lại bày mưu tính kế rồi. Sao mày lắm mưu mô vậy? Tao sợ mày luôn, gì cũng nói được. Tao là bạn mày, nhưng tao luôn sợ mỗi khi mày bắt tao theo những việc mày làm. Hôm nay mày lại tính làm gì nữa? Nói ra xem nào. Mày ngu vừa thôi. Tao hôm nay rủ hai chúng nó đến đây để tao và mày cùng được hưởng lợi. Giờ mày lo phần thằng Andy và tao lo phần thằng Hà. Cứ bỏ viên thuốc này vào, một lúc nó nằm tại chỗ thôi. Việc sau tao lo, hiểu không thằng ngốc? Việc của mày là cho viên thuốc này vào ly rượu của thằng Andy, tao sẽ lo phần thằng Hà. Mày đêm nay cứ gọi là được hưởng một đêm mặn nồng với người mày thích, tha hồ vui vẻ. Của hiếm như nó, mày tu 10 kiếp không có lần thứ hai đâu. Biết đâu mày phục vụ nó tốt, có khi nó đổi ý yêu mày, lúc đó lại cảm ơn tao vì vụ hôm nay. Cao Đạt hỏi lại. Nhưng tao thấy sai sai. Vậy thì mày hưởng lợi gì trong việc này? Mày tốt thế với tao thật hay sao? Mày đừng làm tao sợ nữa chứ. Mày còn gì nói nốt đi. Lấp lửng tao càng sợ mày hơn. Phương Tuấn nói tiếp. Ngủ hết thuốc chữa rồi, đúng là chưa bao giờ trải đời ngoài xã hội. Vảnh tay lên mà nghe tao nói thế này. Mày lo vụ thằng Andy, tao lo vụ thằng Hạ. Tao cho nó ngủ với thằng nào đó, xong tao sẽ gọi anh Phong đến để chứng kiến mọi việc. Chụp hình làm bằng chứng. Cuối cùng người hưởng lợi là ai? Là tao và mày chứ còn ai. Ngu ngốc thật sự. Đây, viên thuốc đây. Khôn lanh lên, lát ra mua ly rượu, xong đến mời và ép nó uống, nghe không? Đừng làm tao thất vọng. Hỏng việc lần này thì coi như chẳng bao giờ còn cơ hội đâu. Khi hai người đang nói, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, và trong buồng vệ sinh có một người đàn ông nhìn ra trước sự ngơ ngác của Tuấn và Cao Đạt. Thoáng phút giây, sự ngơ ngác đó qua đi và cũng không động lại gì bởi hai người đang bận bàn mưu kế. Một lát sau, người đàn ông lạ mặt đó bước tới gần bàn của Phương Tuấn và muốn được nói chuyện làm quen. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Phương Tuấn và sự ngờ ngợ trong phút chốc, người đàn ông đó đã từng gặp ở đâu? Nhưng với khung cảnh của ba nên sự ngờ ngợ đó vội tan biến trong suy nghĩ thoáng qua. Cả bàn hòa nhịp với nhau bằng những tiếng nhạc và những tiếng cười nói. Khi người đàn ông nhận ra sự hiện diện của Hạ, người mà Tuấn đã nhắc tới hồi nãy, trong lúc làm quen, người đàn ông cũng biết rằng Tuấn và người kia đang muốn đẩy Hạ vào đường cùng với đầy những mưu hèn kế bẩn đã bàn bạc trong buồng vệ sinh. Anh muốn biết được chân tướng mọi việc. Đợi lúc Hạ bước vào nhà vệ sinh, anh vội bước theo sau rồi lân la hỏi chuyện. Em tên Hạ phải không? Chắc em người Hà Nội. Anh thấy giọng em rất hiền và tính cách có vẻ nhút nhát.
Chắc đúng chất trai Hà Nội rồi. Vâng, em người Hà Nội à? Anh cũng vậy à? Hay anh ở đâu? Anh ở Hải Phòng. Hôm nay lên Hà Nội chơi với đám bạn. Thấy bạn em mọi người vui vẻ, anh muốn làm quen, nói chuyện cho vui. Em với người tên Phương Tuấn kia chắc bạn bè thân thiết phải không? Vâng, em với anh ấy làm cùng ạ. Sao anh lại hỏi em vậy? Không có gì, anh sống thẳng thắn, ghét chuyện bất bình. Nên anh vừa nghe được một việc mà anh không thể để yên được. Anh không muốn người vô tội phải chịu. Anh thấy người tên Tuấn và cậu bạn đi cùng có bản mưu với nhau là sẽ cho em với người bạn kia của em uống thuốc ngủ, rồi sẽ làm hại cả hai. Nên anh không muốn người vô tội bị hại. Anh muốn vào đây để cảnh báo em, đừng để cho người xấu lợi dụng. Và anh có nghe được hai người đó nhắc đến tên Phong nào đó, bảo muốn vạch mặt em đi và cả em nữa. Anh cũng thấy khó hiểu quá. Nhưng dù là việc gì, cứ đi hại người khác là anh không để yên được. Em hãy cẩn thận, đừng uống cái gì hai người đó đưa cho, hiểu không? Cần anh giúp gì để chơi lại hai người đó không? Anh sẽ giúp. Em rất cảm ơn anh vì đã nói việc này với em. Em cũng hiểu tính người đó xấu xa thế nào, nhưng không ngờ hai người đó lại cứ muốn dồn em vào đường cùng. Em nói thật là em không muốn dây vào những con người đó đâu ạ. Em sẽ xin về trước, còn kệ anh ta anh ạ. Em nghĩ người nào xấu xa rồi sẽ có luật nhân quả. Dù sao em cũng cảm ơn anh vì việc này. Rất vui khi hôm nay hữu duyên lại gặp anh ở đây. Em với anh add Zalo nhé. Có thể chúng ta sẽ là bạn ạ. À? Ok em, kết bạn Zalo. Em đọc số đi. Ok, xong rồi em nhé. Em quả thật hiền lành, chắc không muốn hại ai. Cái này là phòng vệ chính đáng thôi mà, có gì đâu mà sợ. Thôi, nếu em nói vậy anh cũng không ép em. Cứ vậy và làm theo em đi. Lần sau cố đừng để cho việc này xảy ra nữa nhé. Lúc này người đàn ông đó nghĩ, mình không để yên cho tên đó lộng hành được. Chỉ cho nó biết làm việc ác phải gặp quả báo. Giờ mình phải làm thế nào đây? À, có cách rồi. Khi ra khỏi toilet, người đàn ông bước tới bàn của Phương Tuấn và nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Phương Tuấn làm theo kế hoạch, mua 4 ly rượu và sắp đặt như lời đã bàn. Tuấn chủ động cầm ly đưa cho Nhật Hạ, Cao Đạt đưa cho Andy. Trong lúc nâng ly, Phương Tuấn nói, chúng ta cùng cầm ly, chúc mừng cho tình bạn thân thiết nào. Dô. Người đàn ông đó nhìn Nhật Hạ và ra hiệu điều gì đó, như ý để cho Nhật Hạ đừng uống ly rượu ấy. Người đàn ông cố tình vấp ngã, huých vào người Hạ, làm nó văng ly rượu xuống đất. Rượu vàng đổ tóe hết vào người. Hạ nói xin phép được về sớm vì người dơ hết do rượu bắn vào quần áo. Phương Tuấn mắt cay xè, nghĩ thầm, làm gì không làm, phá ngay lúc này. Thằng cha chết dẫm, đúng số đen. Đến nước này rồi mà còn bị đen, cơm sưng trước mặt rồi bị cha nội kia phá. Tức thế, không biết giờ làm sao đây. Thấy Hạ lúi cúi trên chân trong đám người cuồng loạn, Andy cũng định sẽ đưa nó về. Vậy là cả hai cùng về trước trong sự tức tối ra mặt của Phương Tuấn. Tuấn đáp, hai người sao bỏ về giữa chừng vậy? Tiệc còn chưa vui, sao lại bỏ về? Chán hai người, mới có 12 giờ đêm đã đòi về. Bạn với bè kiểu gì vậy? Chơi không đẹp rồi nha hai cha nội. Ở lại chút nữa rồi về, đi. Andy đáp, thôi, Hạ đã nói vậy rồi, tôi sẽ đưa Hạ về trước. Thời gian còn dài, nếu Tuấn muốn ở lại với bạn, ở lại lát nữa rồi về. Tôi về trước. Hẹn gặp lại, chào mọi người nhé. Về đi, lần sau không rủ nữa. Chán mấy người, mất hứng. Và quay sang nói với Cao Đạt, đấy, mày xem, giờ còn gì nữa đâu. Mất hết cả công, giờ thì đổ bè hết. Vận đen bủa vây.
Người đàn ông chạy lại bàn với hội bạn và thì thầm điều gì đó. Lát sau quay lại, trên tay với hai ly rượu vang. Hai em sao phải bước? Họ có việc cho họ về trước. Giờ hai em còn có anh, còn mấy người bạn anh bên kia kìa, đông vui lắm. Sang nhập tiệc cho vui. Toàn chân dài đến nách, xinh tươi như hoa. Các chú em tha hồ tận hưởng. Nghe vậy, Cao Đạt vội xua tay. Anh nói mà em sợ hết hay không? Gái đẹp em có thèm gì đâu mà tận hưởng. Nếu anh thì em chịu ngay đấy. To cao và phong độ như anh, em chịu liền. Chứ mấy bé chân dài kia, bọn em chịu thôi anh ơi. À, thì ra hai em là... ra vậy. Vậy là thích anh nào body 6 múi, cơ bắp cuộn cuộn phải không? Ôi, tưởng gì? Anh có thiếu gì bạn? Thấy mấy anh kia ngon lành cành đào không? Nhìn bên kia kìa, thích không? Phương Tuấn vội chen ngang. Không tại ông thì việc tôi không hỏng đâu. Đúng là phá đám. Ủa, sao lại nói anh vậy? Chẳng may anh ta phải hà nên đổ ly rượu, chứ anh có cố tình đâu. Sao bé phải nặng lời với anh vậy? Thôi, bỏ qua mấy người đó đi. Giờ cũng ly vui vẻ. Lại đây, vui vẻ nào. Lắm chuyện. Vui gì nữa, tôi muốn chết đi được. Bao công sức rủ hai người đó đến đây, giờ tay trắng. Ok, hỏng lần này, ta làm lại lần khác. Dô, dô, cũng ly nào. Nói rồi, Phương Tuấn và Cao Đạt uống lấy uống đẻ, hết ly này đến ly khác. Sau một hồi, cả hai gục trên bàn với đầy những ly rượu bí ẩn mà người đàn ông kia đưa cho. Phương Tuấn không biết mình đang ở đâu, đầu đau như bố bổ. Nhìn lên trần nhà, thấy không phải nhà mình. Sao mình lại ở đây? Nhìn sang bên cạnh, Tuấn rất nảy mình, hét lớn thất thanh. Vì trên người không một mảnh vải che thân và đang nằm lên cánh tay của mụ mập ngay nào. Ôi, cái mùi viêm cánh đó, lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền năm nào đang xộc vào mặt. Phương Tuấn như cố muốn thoát ra khỏi cánh tay của mụ mập. Sao chị tỏm thế? Chị đã giày vò tôi hôm đó rồi, giờ còn tính làm gì tôi nữa? Tôi bóng mà sao chị còn làm vậy với tôi? Thích thì làm cái thằng Cao Đạt nằm một đống bên kia kìa. Tha cho tôi đi. Từ hôm đó về, tôi ốm một tháng mới lấy lại sức. Chị tha cho tôi đi. Đừng hành hạ tôi nữa. Mụ mập với điệu cười nham nhở, khoái chí cùng với sự hả hê trong lòng. Chồng yêu của em, hôm bữa tuy anh bỗng bang, nhưng giờ em lại đổi gu rồi. Em thích bỗng bang, thích con dai mà còn chíp đỏ, thích con dai thơm nước mũi. Hơn nữa nhìn anh cũng trắng trẻo thơm tho. Bóng hay dai em đây cũng ăn tất. Come on, come on. Mụ mập liếm môi như con hổ háu đói đang vồ mồi. Hôm nay em cho anh thưởng thức thêm một vị mới lạ nữa. Hôm bữa đã là gì đâu. Nhìn này. Nhìn xem ai đang bước vào để cùng em hầu hạ anh trai đây. Với điệu cười vang vọng 9 tầng mây xanh, giọng nói sang sảng như từ nơi u tối vọng về, Phương Tuấn cầu xin tha mạng, nôn ói hết ra sàn nhà, rồi cố với gọi thằng Cao Đạt chết dẫm. Sao trong cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, nó vẫn ngủ như chết. Thằng đều giả, thấy bạn bè bị dồn ép thế này, nó cũng ngủ yên vậy. Phương Tuấn khóc lớn thành tiếng, cầu xin mụ mập và ông già hói đầu đang tiến lại, mặt thèm thuồng như muốn hút trọn mình. Tuấn gào thét thất thanh, như kiểu lực bất tòng tâm. Tuấn nằm chịu trận, để cho hai người đó giày vò thân thể của nó.
chỉ biết nằm để hưởng thụ cái dư vị đắng cay của kẻ đang bị làm nhục thân thể. Tuấn khóc như một đứa trẻ, hai dòng nước mắt cứ tuôn, cầu cứu trong bất lực. Tự dưng Tuấn thấy ai đó tát vào mặt mình. Tuấn giật mình tỉnh giấc, mở hé mắt ra, từ từ mở, nhìn trước mắt mình là thằng Cao Đạt. Sao nó lại ở đây? Lúc nãy mình gọi nó thế nào, nó cũng kệ mình mà. Sao thế nhỉ? Tuấn lắp bắp hỏi Cao Đạt. Mày có thấy hai người kia đâu không? Hai con người ghê tởm cái kia. Tao chết lần nữa rồi khi bị hai lần mụ mập đó ám hiếp. Giờ còn gì là thân thể của đứa con trai cao quý của tao nữa. Tại mày làm tao ra nông nỗi này. Mày là thằng bạn thôi. Phương Tuấn lao vào Cao Đạt, cắn xé như đứa mất hết tính người. Cao Đạt đẩy Phương Tuấn sang một bên và nói. Mày vừa phải thôi. Mày có điên không? Tao làm gì mà mày lại thế với tao? Tao khác gì mày? Tự dưng hôm qua uống rượu với mấy cha nội kia, xong tỉnh giấc thì đang ở trong phòng khách sạn này. Sung sướng thế mà còn đánh nhau được lúc này hả? Mày hết thuốc chữa rồi, Phương Tuấn. Mày nhìn thân thể của mày xem. Tao và mày có ra nổi được chỗ này không mà còn ở đó đánh nhau? Phương Tuấn giờ mới định thần, nhìn lại cơ thể mình. Ôi, trời đất thiên địa ơi, cái gì thế này? Sao quần áo của tao đâu? Sao chỉ mặc mỗi cái quần chip thế này? Mày đi tìm quần áo cho tao ngay. Sao mày và tao lại ở trong phòng này và còn không mặc gì nữa? Phải chăng mày đã xâm hại tao, đúng không? Mày thèm thuồng tao nên mày mới bày ra cái phi vụ này để chiếm được tao, đúng không? Nói ngay, thằng chết dẫm kia. Con khùng, nhìn mày tao ói chứ ở đấy mà xâm hại với cả xâm chiếm. Tỉnh lại đi mày. Mày không phải gu của tao. Nhìn mày, tao chẳng có cảm xúc gì. Đúng là đủ huyễn tưởng bản thân. Mày bớt cái miệng khổng nghiệp của mày lại. Giờ tìm cách ra khỏi đây đi, rồi hãng tính. Chẳng nhẽ ra đường với quần chip vậy sao? Tao còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Mày mau nghĩ cách đi. Phương Tuấn nói. Con nào dám chơi tao như thế này? Tao sẽ trả thù. Không bao giờ quên món nợ này. Đứa nào? Mày có nhớ đứa nào không? Hay mày nhìn thấy mấy thằng dai mày quên hết cả mọi thứ xung quanh rồi? Tao thừa biết tính mày. Chán quá rồi. Giờ gọi mấy thằng hội bạn mình đến giải cứu xem. Để tao gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 15 phút sau, mấy thằng chết dẫm, 5 đứa đều nói bận cả năm. Giờ ai đến giải cứu cho mình đây? Mày gọi thằng Hạ xem. Tao nghĩ nó chắc sẽ giúp mày thôi. Chứ giờ mày gọi cả ngày chẳng ai đến đâu. Tính mày như con hồ ly, giờ chúng nó chạy xa. Gọi thằng Hạ đi, chứ nghĩ gì nữa? Muốn ở đây đến sáng mai hay sao? Mày bớt miệng lại. Để tao Hạ mình gọi nó. Nếu nó không đến thì đành ở đây đến sáng mai chứ còn sao. Phương Tuấn nhấc máy gọi Nhật Hạ. Alo. Alo. Có phải em Hạ không vậy? Ủa, Hạ ai vậy à? Anh Phương Tuấn đây chứ còn ai. Anh bạn thân thiết nhất của em ở chỗ làm. Sống chết có nhau đây. Sao em nhanh quên anh vậy? Em cứ nghĩ xấu cho anh. Mọi khi em xem đấy, có ai chịu mắng để em tiếp thu tiến bộ không? Hôm nào anh cũng mắng em để em trưởng thành, ngoan hơn, tốt hơn. Chứ có phải anh mắng ghét bỏ em đâu. Em là đứa em ngoan nhất của anh đó. Khi nghe đến đó, Cao Đạt đứng bên cạnh ghé vào tai Phương Tuấn nói. Tao sắp ói ra đây mày ơi. Bạn thân thiết, đứa em ngoan. Mày không biết ngưỡng miệng hả mày? Phương Tuấn lườm mắt về phía Cao Đạt. Im miệng, mày ngu vừa thôi. Im để tao nói. Nhật Hạ đáp lại.
Vậy anh muốn gì ở tôi? Đêm qua say khướt, rồi giờ muốn gì đây? Chắc tính rủ tôi đi thêm tối nay nữa hay sao? Ăn chơi có chừng thôi, anh Tuấn ạ. À, tôi không đi nữa đâu, anh rủ người khác. Không, không, không phải thế. Em đến khách sạn cứu anh đi. Mang cho anh hai bộ đồ để anh thay. Chuyện là... Đó, sự việc là thế. Giờ anh không còn mặt mũi nào ra khỏi đây nữa. Em giúp anh đi. Anh xin em đấy, Hạ ơi. Cũng có lúc anh Phương Tuấn phải hạ mình xin lỗi tôi cả. Sao lại có chuyện lạ trên đời như vậy chứ? Hay tôi nhờ anh Hoàng Hải đến cứu anh nhé. Chứ tôi biết gì đâu mà cứu. Tuyệt đối không được nói cho ai. Mặt mũi anh còn dám gặp ai nữa. Tóm lại anh đang ở khách sạn. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ khách sạn và số phòng. Em lên cứu anh với. Nhớ nhá. Thôi được rồi, chờ đấy, tôi sẽ đến giúp anh lần này. Nhìn anh thế, kể ra tôi cũng tội nghiệp cho anh. Nhật Hạ nhận được tin nhắn địa chỉ và lên đường giải cứu cho Phương Tuấn. 30 phút sau, Hạ gõ cửa phòng 301. Anh Tuấn ơi, em đến rồi, anh ra mở cửa đi, em đưa đồ cho anh đây. Tuấn chạy vội ra mở cửa, cầm túi đồ giật trên tay của Hạ và giở mặt nói. Mày đồ ngu, tao mới nói vậy mà đã mắc lừa tao rồi. Mày đồ ngu hết thuốc chữa. Tao có đồ rồi, cút đi, cút đi khỏi mắt tao, biến đi. Đúng là cáo vẫn hoàn cáo, làm sao cáo biến thành thỏ được chứ, đúng không anh Tuấn? Tôi cũng phòng bị trước được việc này rồi. Vậy anh cứ mặc đồ tôi mang đến đi. Sao vội vàng thế làm gì chứ? Sao không mặc vào đi rồi hãy rửa mặt? Sao ấy nhỉ? Anh nói anh có quần chip rồi, chắc thứ tôi mang cho anh hợp với cái quần anh đang mặc đó. Chào anh nhé. Đúng là người xấu vẫn chẳng bao giờ tốt được. Anh Tuấn ơi, anh nhớ rằng một lần anh lừa tôi được không có nghĩa là anh lừa được tôi lần hai. Ở đó mà nhìn lại bản thân mình đi, anh trai yêu quý của em. Phương Tuấn mở chiếc túi để xem bộ quần áo bên trong. Tá hỏa tam tinh, đó là chiếc áo lót của phụ nữ màu tím biếc mà Hạ mua từ mấy cô xe đẩy bán ngoài chợ. Cầm trên tay mà ước lộn tiết vì biết mình bị lừa. Mày giỏi lắm thằng Hạ chết dẫm. Mày dám lừa tao sao? Tao ra được khỏi đây, mày sẽ chết với tao. Chiều hôm đó, mày ơi, chắc tao xỉu mất thôi. Từ sáng chưa được ăn cái gì, ở đây chịu chết đói sao? Tao không chịu nổi nữa đâu. Tao sẽ liều mình xuống để mượn đồ mấy người dưới kia, chứ tao không chịu được đói đâu. Mày muốn gì tao kệ mày. Phương Tuấn không hề để tâm lời than vãn của Cao Đạt. Anh ta nhìn điện thoại vào 1 giờ trước, thấy Nhật Hạ nhắn tin. Anh trai của tôi chắc cũng mệt rồi nhỉ. Thôi, tôi tha cho cái tính hách dịch và dở mặt của anh. Anh gọi lễ tân lên đi. Tôi đã chuẩn bị 2 bộ đồ để cho 2 người thay mới. Mặc vào, đổi tính đổi nét đi. Đừng mãi lừa người, hại người như vậy, rồi có ngày quả báo, biết không? Bye anh.
cảm ơn các bạn đã theo dõi tới hết video này. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để có thể đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Thắng sẽ để thông tin các kênh social media của mình ở phía dưới màn hình này. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.